Xin cảm ơn các vũ công đã cùng khuấy động. Nào bây giờ thì khoảnh khắc chuẩn bị của chúng ta đã đến để đếm ngược. Các bạn đã sẵn sàng đếm ngược cùng với chúng tôi chưa? Ok, chúng ta sẽ cùng với nhau nhìn vào đồng hồ để đếm ngược và thời khắc chuyển sang 2018, chuyển sang 2019. Và chắc chắn rồi, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những lời chúc về sức khỏe, sự thành công và thịnh vượng. Và hãy nhớ rằng với ba cột mốc khát vọng, thử thách và thành công, tận hưởng cuộc sống này là những gì mà chúng tôi mang đến cho các bạn trong thông điệp ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng sẵn sàng để nhìn vào màn hình và mình đếm ngược của chúng tôi. Khi mà còn 10 đến 1, chúng ta sẽ cùng đếm cùng với nhau các bạn nha. Đồng hồ của chúng ta đã bắt đầu đếm ngược từ 50. Wow, lúc này đây thì tất cả các nước trên thế giới sẽ cùng với chúng ta chúc mừng năm mới. Wow. Chúng tôi, những người làm truyền hình VTC, và đó cũng chính là động lực để đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng để mang tới cho quý vị khán giả những chương trình hay và chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Và Phương Anh cũng như là Hoàng Long cũng vô cùng nóng lòng chờ đợi những giây phút được đồng hành cùng quý vị khán giả tại những chương trình trên sóng của VTC trong năm mới 2019. Và đến đây thì chương trình truyền hình đặc biệt cho 2019 của đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng đã đi đến những phút cuối cùng rồi. Và ngay bây giờ, xin chào tạm biệt. Thank you.